Rồi, xin chào anh chị. Bữa nay em sẽ giới thiệu đến cho anh chị một lô đất khu vực này luôn nha anh chị. Cách khu vực này cỡ tầm chưa tới 1 km. Thì phía trước của mình đó anh chị là chợ Cầu Kinh 14, chạy thẳng ra tỉnh lộ 877. Phía trước của mình là chỗ đây nè anh chị, ấp Văn Hóa Bình An anh chị. Thì cái mảnh đất của mình nó chạy vô chút xíu nữa là tới rồi. Thì cái đường vô đất của mình là xe 2 tấn rưỡi nha anh chị. Cái lô đất này chủ kêu bán với giá là 395 triệu. Đó, chỗ này chạy một chút xíu nữa là tới lô đất. Lô đất của mình thì nó quẹo vô đường xe 2 tấn rưỡi. Hiện tại em chạy trên con đường này là đường huyện lộ 15C. Thì cái mảnh này sát trụ sở ấp Bình An. Đó. Thì khu vực này có đầy đủ luôn anh chị, trường, chợ, cây xăng, có đầy đủ luôn. Thì hiện tại con đường này là xe 2 tấn rưỡi nha anh chị, 2 tấn rưỡi. Nhưng mà đường là đường đá xanh. Đường này kêu bằng đường Bình An 1 nha anh chị. Đường Bình An 1. Đường xe 2 tấn rưỡi. Quay ngay cho cái bảng cho anh chị coi em. Hiện tại là đường xe 2 tấn rưỡi. Thì chạy vô đây chút xíu nữa là tới rồi anh chị. Đó, đường xe 2 tấn rưỡi. Thì anh chị theo em vô nha. Lô đất trong đây chủ kêu bán với giá là 395 triệu. Chạy chưa tới đây vô trọng chưa tới 5 phút đi xe là tới rồi. Xin chào anh chị nha. Bữa nay em sẽ giới thiệu đến cho anh chị một lô đất sổ hồng riêng chính chủ nha. Thì cái lô đất này chủ kêu bán với giá là 395 triệu nha anh chị. Rẻ không? Đường xe 2 tấn rưỡi. Cách thị trấn Vĩnh Bình 4 cây số. Cầu Kênh 14, chợ Kênh 14. Chưa tới 1 km luôn anh chị. Rất là gần luôn. Thì cái điểm đầu hồi nãy em quay đó. Chạy vô đây. Chưa tới 5 phút đi xe nữa. Rất là gần luôn. Lô đất này. Bề ngang 5m. Bề dài
34 m anh chị. Tổng diện tích của nó là 168 m², có 124 m đã ở nông thôn rồi. Thì cái mảnh này nè anh chị, chút xíu vô quay đi, cái em cho anh chị cho biết cái địa chỉ của đất đi, cái lô đất mình nằm ngay chỗ nào, rồi cái em quay cuốn sổ cho anh chị xem. Đi anh chị theo em. Cái lô đất của mình từ ở ngoài đi vô là lô thứ tư, 1, 2, 3, 4, lô thứ tư nằm đây. Thì ở đây mình có rào chắn kiên cố hết rồi anh chị. Đó, lô thứ tư, 1, 2, 3, 4. Rồi, lô thứ tư là em đang ở chỗ này. Em nhảy vô đây đi, em vô đây đi, thì quay cột mốc cho anh chị coi. Thì em đi ra đây nè, em đứng chỗ này đi, đứng chỗ này đi. Thì cái lô này, từ cái điểm này nè anh chị, từ cái điểm này nè, từ điểm này nha, qua đây là 5 m. Thẳng ra phía sau, ra phía sau luôn em, là phía sau là 34 m. Đó, anh chị mua về, về đây ở rất ok luôn, rất là rộng luôn anh chị. Từ điểm này qua đây 5 m anh nha. Thì đất ở đây rất là đẹp luôn anh chị. Hướng đồng, hướng đồng, không có mồ mả gì hết. Thì để em quay cuốn sổ cho anh chị xem nha. Đó, anh chị thấy rõ không? Ấp Bình An, xã Vĩnh Hụ, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Diện tích 168 m², sử dụng riêng. Đất ở tại nông thôn là 124 m rồi anh chị. Còn 43 m là đất trồng cây hàng năm. Đó, đây là cái hình thửa đất của mình. Bề ngang 5 m nè anh chị, lộ giới vô 4 m rưỡi nha. Thì ngay chỗ này có cửa, người ta sẽ làm con đường nhựa đó. Thì con đường này thông ra một hướng huyện lộ 15, một hướng thông là huyện lộ 08 nha anh chị. Thì nói chung là thông là hai đường huyện lộ hết luôn. Con đường này thông đi, sau này là người ta đổ lên nhựa nha anh chị. Có dự án rồi đó, dự án quay đầu đường luôn, có thể lên nhựa. Thì đường xe hiện tại là xe 2,5 tấn, chủ kêu bán 395 triệu nha anh chị. Sổ hồng riêng, công chứng trong ngày luôn nha, công chứng bất cứ giờ nào. Thì anh chị mua đặt cọc cũng được, công chứng thì sớm thì càng tốt. Bên đây chủ xe bao toàn bộ giấy tờ cho anh chị nha. Thì cái giá này là em kêu xét giá luôn, là em nói với chủ á, là kêu xét giá luôn, thì chủ bớt cho anh chị tiền giấy tờ nha, chứ không có bớt thêm nữa. Là coi như là chủ bớt cao lắm cho anh chị là 390 triệu bao giấy tờ là ok nha, còn bớt nữa là bớt thêm nữa là chủ không bớt. Thì anh chị nào mua thì liên hệ ngay số điện thoại của em, thì em sẽ cho anh chị gặp trực tiếp chủ để nói chuyện với chủ luôn nha. Thì cái hướng này ra huyện lộ 08 nè anh chị, hướng này chạy là huyện lộ 08 đó. Ở trong đây nhà cửa thì hiện hữu đã có, phía sau nhà cửa có rồi anh chị. Cái hướng ngược lại đi ra đây là huyện lộ 15C, ra chợ kênh 14, ra cầu kênh 14, 5 phút là ra tới chỗ thôi, chạy 5 phút. Đất này thì hướng đông, đông xéo xéo về hướng bắc chút xíu là hướng đông bắc anh chị. Thì anh chị nào cần liên hệ ngay số điện thoại của em nha. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại anh chị.